Xin chào các bạn, mình là Phú, số điện thoại của mình là 0903651824. Mấy bạn có thể kết bạn bên Zalo bên số đó, rồi sau đó bắt đầu mình lấy hình về đó, mình ngồi mình ghi lại, sau đó bắt đầu mình đọc. Nhằm khi ở trên đây, tại vì cái từ kanji có thể ví dụ như nó hơi mờ mình thấy không được, thì có gì mình kết bạn bên Zalo á, mình có đăng bên Zalo, mấy bạn cái gì qua bển lấy hình đem về nhìn cho nó rõ rồi ghi thôi. Cái về cái phương pháp học á, thì mình có đăng, mình có nói rõ ở trong cái video số 20 á, cái bài số 20 á, tôi học kanji thế nào, bài số 20, mấy bạn có thể vô đó để mà hiểu rõ hơn về cái phương pháp học như thế nào, để tránh tình trạng mà cứ nói đi nói lại nó tốn thời gian, tại vì cái thẻ thì mình chỉ nói được khoảng cỡ 25 phút à. Có nhiều cái để nói, chứ nếu mà ngày nào mình cũng nói về cái phương pháp hết thì nó cũng tốn thời gian. Mấy bạn có thể, mấy bạn muốn biết phương pháp này như thế nào, mấy bạn có thể xem lại cái video số 20 đó. Thì trong đó mình có nói rõ về cái phương pháp học này. Rồi, trước tiên khi mà vô chúng ta học tiếp 15 chữ tiếp theo của bài số 8 giáo trình Mina 1, thì chúng ta sẽ ôn lại 214 bộ trước, rồi sau đó bắt đầu chúng ta sẽ ôn lại kanji chúng ta đã học, và sau đó chúng ta học tiếp 15 chữ kanji tiếp theo. Bây giờ mình đọc bộ nha các bạn. Về phương pháp học bộ thì mình những video trước mình cũng có nói rồi đó ha. Các bạn có thể xem lại những cái video trước. Nhất một cổng sổ chủ chấm phi trái ác cao quyết móc nhị hai đầu không nhân người nhập vào bát tám vinh quang mịch trùm băng đá kỹ gáy khảm há đao dao lục sức bao bọc chỉ thị vương tủ hai cha thập mười bóc bối tiết tre hán sườn khư riêng hù lại khổng miệng vi ve thổ đắc sĩ sĩ chỉ sau thì dậm rực tối đại to nửa nửa tư con miên mái thúng tắc tiểu nhỏ ung yếu thi sát triệt mầm sơn núi xuyên sông công thợ kỹ thăng căng khăn căng can căng can yêu nhỏ nhiễm mái dẫn bước cũng chấp dọc bắn cung cung kề đầu sam long xích bước tâm tim qua qua hộ cửa thủ tay chi cành phật đánh văn văn đấu đấu công búa phương vương vô không nhiệt ngày viết nối nguyệt tháng mộc gỗ khiếm thiếu chỉ dừng đại tệ thù binh vô đừng tỉ so mau long thị họ khí hơi thủy nước quả lửa cho móng phụ cha hào hào tường mảnh phiến tấm nha răng ngu châu khuyển dấu quyền đen ngọc quý qua dưa vỏ ngói cam ngọt xinh xinh dùng điện đuộn thắt đo nạch bệnh bắt ngược bạch trắng bì da mảnh dĩa một mắt mau giáo chỉ tên thạch đá thì thằng nhũ vết quả lúa vị hang lập đứng chút tre mấy gạo mịch tơ phổ sành võng lưới dương dê vũ long lão già nhi và lõi cài nhĩ tai dược bút nhục thịt tự thân thần bày tự thân chí đến của cối thịt lưỡi xuyến sai chu thiền trắng vẽ sắc mạo hô văn thảo cỏ trùng sâu biết máu hành đi y áo á che kiến trong giá sừng ngóng nói cốc khe đậu thí heo chảy sâu báo báo xích đỏ tổ chạy thúc chân thân để xa xa tăng cây thằng nhược sức bước ấp tắc nhậu chi miệng phân lý dậm kim vàng trường dài mông cửa phụ gò đã kịp chi chim vũ mưa thanh xanh phi không nhưng mà cách gia vi gia vì phỉ đao thanh tiếng đầu phong gió phi bay thực ăn thủ đầu hương thơm mã ngựa cốc xương cao cao bu tóc đấu chiến sửa rượu cách sông mỹ quỷ như cá nữ chim lỗ mặn ngọc thu mạch lúa ma gai vàng vàng thử nếp phát đen chỉ mai mảnh ớt đỉnh đỉnh của trống thứ chuột tìm mũi tệ ngang sĩ đăng long rồng quy dùa dược sáo. Rồi sau khi mình đã ôm lại ôm tới ôm lui 214 độ bộ rồi á, chúng ta sẽ tiến hành ôm lại kanji của phần cũ. Giờ bắt đầu mình đọc ha, đọc thuộc lòng. Các bạn chờ chút xíu nha. Giờ bắt đầu mình đọc thuộc lòng kanji mà những cái bài trước mình đã học ha. Nhân sinh phu hô gia cao quân cưng tiên sinh sinh xe giáo cô sư si học ca cử sinh xe hỏi ca xa xa viên yên ngân kinh thành cô y giả sang nghiên canh quốc kêu đại đai bệnh vô viện yên niệm đem thiết kỳ hạ ca tới sai tác di trừ đại đai danh mê tiền danh sư sông nguyện an lai hàng canh quốc cô dự trung chiêu quốc vô cầu nhận địa chi báo hồng phúc phu sĩ sĩ thành sinh hộ cô từ di thư sâu tập gia trừ chí sĩ tăng sinh phong bưng thủ siêu chúng cho danh mê thứ si duyên anh bốc di trừ thầy di kết kê tán sang tự di động đô xa xa kia kia anh ngữ vô vi khi chỉ di hỏi ca thổ qua tới xe thổ qua giáo kêu thất sĩ triệu thời sâu cờ đường đô sử duy vũ mưa sở sâu thủ duy pháp phương bộ bưu ốc vũ cờ thủ sĩ tại sinh gia ca đoạn đang bắt cô cờ hỏi ca xa xa điện đen thổ quang hoa ca mãi bay trường vô địa chi hạ ca gia ca viên anh bắt hai cờ thiên xem vạn man kiến khen tăng sinh đại đai có ham phải kỳ tẩm sinh động đô hô kêu miễn ban cường cô trung siêu bưu diêu tiện binh câu cờ đều số tư số quán canh lý bị thiện sĩ triệu kim công phong phương bá hành ngộ cô tiền danh ngộ cô hậu cô chưa chú chiêu vạn man chú chiêu hô kêu mỗi mai nguyện kêu triệu diêu vô những vị chi hóa ca tỷ sư mà một cơ kim kim thổ đô viên ban hậu cô đại đai biến hành vấn màu học cô bài số 5 hành cô đây wiki học ra cử hiểu cô dịch đây kia phi hành cô cơ kia thiền xem điện đen xa xa địa chi hạ ca thiết tây triệu tăng sinh cắn canh tiếng xem tự di chính đen xa xa bộ hồ hữu dư đại tây triệu bỉ hi nữ vô gia ca tộc du cầu tiên sinh du siêu kim con lai đang nguyện gây chữ khước vô niên nên đã đang sinh sinh nhận địa chi phủ hư thông dư cấp kêu hành cô đạo tôi cử cấp kêu thứ gì thiền bằng tiếng sen bá hạ cử đã ta phục vụ cử kiến canh giác vô tuổi si viên anh đã phải hành vô từ số cử ấm yên hấp kêu kiến canh văn mương đọc đôi cử thứ số máy bay tốt sẽ chịu tả xa chân xin hỏi ca hữu dư đại tây triệu chiêu cho chú chiêu vẫn băng nổi đang dụng đi ngư ghiêu giả gia thấy sao quả cao và vui chịu thí sư cha cha hồng cô cha cha ngư ghiêu nhũ niêu tủ sô ánh e họa ca cử tuổi sư chỉ si đến tên đình tây tuổi sư cử đều đại hoa ca kiến canh thời di công câu viên anh
thiết sẽ chịu tổng sư tái 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 ca đi giáo cho tập siêu điện đen thủ qua tiêu sôi chỉ si hạ cao và bơi chịu thiết sẽ chịu phụ phu mẫu bộ thượng rồi lữ đô hành cô thủ đô sẵn sàng gia ca tập du cờ tổ sôi đứng đô tăng si mùi mai để tê tê si quân kê để tê tê say phụ phu nương rồi tức sôi cờ tổ si ô ô tỉnh xe hữu dư thăng sinh thiết sẽ chịu nguyên gan hạ ca tiền ban để đi tiêu sôi của cô thì sau khi mình đã ôm lại bằng cái phần có chữ này sau đó chúng ta sẽ tiến hành đặt ra cái cuốn này rồi chúng ta ôm lại cái phần không có chữ bên đây dựa theo cái nhớ mặt chữ và chúng ta đã ghi lại nhiều lần nó thuộc thì chúng ta bắt đầu ngồi ôm lại. Các bạn cũng có thể thấy lật một cái là mình đã được 25 chữ rồi, nếu mà lật lát gạt thì nó mất thời gian dữ lắm. Nhân viên phụ hộ gia cao quân cương tiên sen sinh xe giáo cô sư si học ca cử sinh xe hội ca xã sao viên yên ngân viên thành cô giả sang nghiên khen quốc kiều đại đai bệnh bo viện yên điện đen thiết chi hà ca tới xe thấy chị triệu lễ đây danh mê tiền danh sơ sơ nguyễn ganh lai lai hàng canh quốc cuộc cường chung chiêu quốc cuộc cường như địa chi bản hoang phú phơi sĩ sĩ thành xin hậu cô từ di thu sơ tập ra triệu chí sĩ tăng xin vong bưng thủ siêu chúng cho danh mê thứ sĩ duyên anh quốc hiệu triệu thể di kết kê tán sàn từ di động đô sa sa kỳ kỳ anh nê ngữ vô vi y khiết kỳ chị di hội cai thổ qua thế xe thổ qua giáo châu thất sĩ triệu thực sự cường đường đô sự di vụ mưa sơ sơ thủ diêu pháp vương bộ bư ở một cửa thủ siêu tẩy sang giai ca đoạn đang bắt cuộc cửa hỏi ca xã xa điện đang thổ qua qua ca mãi bay truyền vô địa chi hạ ca giai ca vn bắt thẻ cửa thiên sinh vạn man tiến canh tăng sinh đại đai phản hành khởi kỳ tẩm sinh động đô hô kêu miễn ban cường cô trung siêu bu diêu tiện binh cục cơ cầu độ lưu sô quán canh mỹ bi thực siêu triệu kim công phong phân bán hành ngõ vô tiền gen ngõ vô hậu vô chiêu châu chú chiêu vẫn ban chú chiêu hô kêu mỗi mai nguyện kỳ trừ diệu vô nhiều địa chi bạc hóa ca chỉ sư một cơ kim kim thổ đô phiên ban hậu vô đại đai biến hành vấn mô hợp vô hành cô đa đa wiki học ga cờ hiệu cô dịch ek phi hành cô cơ kia thiền sen điện đen xa xa địa chi hạ ca thiết tây chiều tăng sinh cắn canh tiếng sen từ di chuyển tên xa xa bổ hổ như đại ta chiều bỉ hi nữ do gia ca tộc du cực tiếng sen chu siêu kim con lai đa nguyện chữ khí cô nên đảm tăng sinh sen nhị chi phổ vô tâm chưa cấp dư hành cô đặt tu cực cấp dư thứ gì phiên văn tiếng sen bắt hạ cờ đa ta phục vô cực kiến canh nhấp cô từ cvn đại đai phản hành thành do bắt đầu cái thằng thứ hai thì chúng ta cũng lật ra phía sau của cái phần không có chữ đó mình ôm tiếp từ số cửa miền hấp kêu kiến gan văn mương độc đu cửa thu sô máy bay tốt sa trừ tả sa chân xin hội ca hữu gì đạt ta trừ chiêu châu chú chiêu phản băng nõn đàn dụng đi cương ngư yêu giả gia thái sai quả cao vật bị trừ thủy suy chà cha hồng cô chà cha ngu yêu nhũ niêu tủ sô ánh nê hoặc các cửa thủ siêu chỉ si điểm tên đình tây túc siêu cửa đề đây hoa ca kiến gan thời di cửa đi cậy si công cô viên an rồi thiết sa trừ tấm sô thải tay tá ca đi giáo châu tập siêu điện đen thổ qua tiêu sô chỉ si rồi hà ca vọng mưu trời thiết sĩ triệu phụ vương mẫu bô thượng rồ đuổi đô hành cô thổ đô sẵn sanh ra ca tổ chư cử tổ sô đưởng vô thân xin mũi mai để tê tỷ si huynh kê để tê tê xe phụ phụ phương nương rồ thích sô cử tử si áo ô tỉnh xe hữu dư thân xin thiết sĩ triệu nguyên gan hà ca tiện ben lại đi tiểu sô của cô ở đây mình học tiếp 15 chữ này nhé bạn ác a cử thử sô nhị ni trường hàng can lãnh đê nang nang dị tê kỳ cao cô an an đê tê mang bồ lạc ra cử bạch ha cử hắc cầu cử xích xê kỳ rồi chúng ta sẽ học 15 chữ này. Giờ trước tiên là mình sẽ ngồi ghi lại 15 chữ đó trước. Các bạn nhớ là muốn có cái nhìn kanji tổng quát thì các bạn phải có thật nhiều sách kanji. Rồi sau đó mình nếu là sách nào mình dạy về kanji thì mình cứ việc mua hết. Số tiền nhiều khi mua sách nó có thể lên tới vài ba triệu nhưng mà mấy bạn cũng đừng có tiếc rẻ gì cái chuyện mà mình mua là mình đầu tư cho kiến thức. Ví dụ như mình ăn nhậu cỡ 2-3 triệu mình không tiếc, nhưng mà muốn sách mình xài cả đời rồi nó sau này nó lại giúp cho mình có công ăn việc làm nữa thì mình lại tiếc thì nó không đáng. Các bạn giống như hiện tại có nhiều cái bộ sách nó cũng hay như là Mimikara nè, Shinkansen nè, rồi Sumatome nè, ví dụ như Minano nè, Ongo nè, và những cái đầu sách khác nữa. Ví dụ như có bộ sách nào thì các bạn cứ mua hết mỗi cái bộ nhà bắt đầu mình từ từ mình đọc. Hoặc là những cái sách mà ví dụ như dạy về phương pháp chuyển âm hoặc là dạy về hình đó thì có kanji cuốn nào thì mình mua cuốn đó. Vì đó chúng ta sẽ mua, chúng ta coi, chúng ta sẽ định dạng được chúng ta đương học cái gì và học như thế nào. Chúng đó chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về kanji. Chúng ta nhớ chữ đầu tiên là chữ S ha. S A cừ, rồi tiếp theo tới chữ thử. Thử xô, rồi tiếp theo tới chữ nhiệt. Nhiệt nên trừ, rồi tiếp theo tới chữ hàng. Hàng can, rồi tiếp theo tới chữ lạnh. Lạnh ghê, rồi tiếp theo tới chữ nang.
nang nan, và tiếp theo tiết chi dịch eki, và tiếp theo là cao cao cô, và tiếp theo là an an, và tiếp theo là dt, và tiếp theo là mang mang bồ, và tiếp theo là lạc ga ga cừ, rồi tiếp theo tới chữ bạch bạch ha cừ, rồi tiếp theo là hắc cu cừ, rồi tiếp theo là xích xì kì. Và sau khi mà mình đã ghi xong, bắt đầu mình sẽ xích cái âm hén cho nó ở dưới. Đây là ác trong từ ác cực, rồi chữ thử đọc là xô, rồi chữ này chữ nhiệt đọc là nature, rồi chữ này chữ hàn đọc là can, chữ này chữ lãnh đọc là dê, rồi chữ này chữ nan đọc là nan, và tiếp theo chữ này chữ dịch đọc là eki, rồi chữ này chữ cao đọc là cô có ư nhé bạn, và tiếp theo chữ này chữ an đọc là an, và tiếp theo chữ này chữ d đọc là t, rồi tiếp theo chữ này là chữ mang đọc là vô có ư, rồi chữ này chữ lạc đọc là gác cừ, rồi chữ này chữ bạch đọc là ha cừ, rồi chữ này chữ hắc đọc là cô cừ, rồi tiếp theo chữ này chữ xích đọc là seki ha. Rồi sau đó bắt đầu mình tiến hành mình học thuộc lòng. A là cửa thử xuân nhị đi trừ hàng canh đỉnh đê năng năng dị tê kỳ cao cô an an đê tê mang bồ la ra cửa bạch ha cửa hát cô cửa xích xê kỳ. A là cửa thử xuân nhị đi trừ hàng canh đỉnh đê năng năng dị tê kỳ cao cô an an đê tê mang bồ la ra cửa bạch ha cửa hát cô cửa xích xê kỳ. A là cửa thử xuân nhị đi trừ hàng canh đỉnh đê năng năng dị tê kỳ cao cô an an đê tê mang bồ la ra cửa bạch ha cửa hát cô cửa xích xê kỳ. A là cửa thử xuân nhị đi trừ hàng canh đỉnh đê năng năng dị tê kỳ cao cô an an đê tê mang bồ la ra cửa bạch ha cửa hát cô cửa xích xê kỳ. Rồi mình cứ đọc tới đọc luôn khoảng cỡ vài 30 lần á, nó sẽ thuộc. Rồi mấy bạn cũng phải nhớ là cũng phải ghi một cái giống như vậy nữa. Đặng mà chúng ta không có ghi cái hàng xúc dưới này là chúng ta dựa vào cái kỹ năng mà nhớ học thuộc lòng ở phần trước để bắt đầu làm cái sau á, bắt đầu mình ngồi mình đọc, mình chỉ bắt đầu mình đọc thì lúc đó nó sẽ tạo thành một cái phản xạ làm nhớ mặt chữ, rồi sau khi mình đã nhớ thuộc lòng nhớ mặt chữ bắt đầu mình sẽ bắt đầu ngồi ghi lách cạc. Mình ghi ra làm sao mình ngồi ví dụ như mình ngồi mình lạc như đầu tiên là mình ghi chữ ác lại ác a cư để qua một bên, và tiếp theo tới chữ thử thử xô, và tiếp theo tới chữ nhiệt nhiệt như trừ, rồi tiếp theo tới chữ hàn hàn can, rồi tiếp theo tới chữ lãnh lãnh dê, rồi tiếp theo tới chữ nang nang nan, rồi tiếp theo tới chữ dịch dịch ê kỳ, rồi tiếp theo tới chữ cao ghi lại cao cô, rồi tiếp theo tới chữ an an an, rồi tiếp theo tới chữ đê dt, rồi tiếp theo tới chữ mang mang bộ, rồi tiếp theo lạc ga cừ, rồi tiếp theo tới chữ bạch ha cừ, rồi tiếp theo tới chữ hắc cu cừ, rồi tiếp theo tới chữ xích ha xích xì kì. Còn sau khi mình đã ghi xong hết rồi nhé, tức là mình sẽ thấy là mình trộn nó lên, trộn nó lên ha. Trộn lên sau đó bắt đầu mình ngồi mình lật mình đọc như thế này ha. Ví dụ như đây là tt dịch gia cừ nang nan an an bạch ha cừ xuất xê kỳ hát cu cừ lạc ca cừ mang bồ cao cô lãnh rê hàng can
rồi tiếp theo là nhiệt nay trừ, rồi tiếp theo tới chữ thử xô. Bắt đầu mình ngồi mình bắt đầu đọc tiếp, mình lật ra đọc, sau đó bắt đầu mình mới lật ra sau này, bắt đầu mình mới để ở đây ha. Dù mình lấy chữ này ra mình ghi trước, mình đầu tiên là mình sẽ ghi cái chữ kanji của nó lại, sau đó bắt đầu mình ghi âm hán của nó là chữ D và đọc là T có Y. Sau đó thì như chữ này người ta đẹp để nó ra, ta ghi chữ kanji của nó lại. Chữ này là chữ F, đọc là A cừ ha. Và sau đó như chúng ta lấy tiếp chữ này chúng ta để ở đây, chúng ta ghi nó lại. Chữ này chữ lạc, đọc là ga cừ đó. Rồi tiếp theo chữ này là chữ thử, thì mình ghi chữ kanji của chữ thử lại. Rồi mình ghi chữ này chữ thử, đọc là show, không có ư. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành ghi hết. Rồi chúng ta sau đó chúng ta kiểm tra lại, chúng ta nhìn vô đây, chúng ta ghi lại hết. Sau đó chúng ta sẽ trộn những cái bài của lần trước á. Rồi sau đó bắt đầu chúng ta sẽ lấy ra khoảng cỡ 1 hoặc là 200 chữ, mình ngồi mình ghi hết. Sau đó bắt đầu mình mới kiểm tra lại coi mình ghi đúng hay là ghi sai. Rồi lâu ngày vài tháng phản xạ nó sẽ tạo thành phản xạ, trong hay thì nó bằng tay quen. Thì lúc đó các bạn có thể ngồi bắt đầu chúng ta viết, chứ không có cần mà nhớ hình, thì nhớ hình nữa nhưng chúng ta không có phản xạ của cái tay. Cái quan trọng nhất là phản xạ của tay, ghi nó quen. Rồi video số 21 này xin kết thúc ở đây. Bắt đầu ngày mai mình sẽ tiếp tục làm những cái video tiếp theo về kanji của tiếp theo của bài số 8 này. Có nghĩa là bây giờ mấy bạn có thể lật ra từ cái cuốn Mina Mina Min Mina 1 á, từ bài số 1 tới bài số 8. Nếu mà bạn lật ra hình như đa phần là trên 90 98 99% là từ kanji nào mấy bạn cũng đã biết cả. Chỉ có một hai từ kanji là mình không có ghi, giống như là tên người nè, tên của mấy người Nhật nè, hoặc là có một số năm bài đầu thì mình không có soạn kanji của mình bằng từ và thông tin tham khảo. Tại vì mới vô nhiều khi học quá mình ngợp những cái chữ kanji đó, sau này khi bạn học hết 25 bài tự động mấy bạn lật lại, mấy bạn sẽ biết những chữ kanji đó nó là nghĩa là gì, ở phần phía sau thì nó có. Rồi vậy đi, có gì ngày mai mình sẽ tiếp tục up lên, sau đó sẽ tiếp tục mình sẽ học theo phương pháp này, và mình sẽ tranh thủ mình sẽ hướng dẫn với các bạn phần kanji bên N4. Thì mấy bạn nếu mà chịu học thì mình sẽ chịu dạy, và mình sẽ dạy hướng dẫn cho mấy bạn cho tới lúc mà thi năng lực Việt ngữ tới cái đợt tháng tháng 7 năm nay là bảo đảm với lượng kanji mà mình học theo phương pháp này, bảo đảm mấy bạn sẽ đậu được N4, không có vấn đề gì cả. Tại vì học hết hai cuốn này thì mấy bạn đã được khoảng cỡ 1.300, 1.400 kanji, thì không có lý do gì không đậu kanji phần N4 cả. Và đậu các bạn N4 nếu mà mấy bạn ngữ pháp các bạn tốt thì hoàn toàn là chúng ta sẽ lấy được bằng N4, không có vấn đề gì khó khăn cả. Rồi vậy đi ha, cái gì mai mình sẽ tiếp tục với video tiếp theo, video số 22. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nãy giờ, mình cảm ơn nhiều lắm. Thôi bye nha.